Ngày hôm nay thì như đã nói trong phần giới thiệu ban đầu, đó là Giang và Tuyết sẽ cùng chia sẻ với các bạn về du học Mỹ và những điều mà bạn có thể chưa biết. Chắc chắn thì như các quốc gia khác, Mỹ cũng có những cái điểm thuận lợi và bất lợi để cho các bạn lựa chọn và cân nhắc khi chọn trường ở đây, đúng không Đúng chị? không? Nào thế thì bây giờ khi mà nhắc đến Mỹ thì bản thân Tuyết sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Chắc chắn là em sẽ nghĩ đến Mỹ là một cường quốc kinh tế số 1 thế giới, đúng không ạ? Và đi kèm với nền kinh tế phát triển thì chắc chắn là nền giáo dục ở đây cũng không thể mà chối cãi được, đúng không Đúng chị? rồi, không thể không chối cãi về chất lượng được đúng không? Bởi vì là khi mà nhắc đến Mỹ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những ngôi trường gọi là hàng đầu thế giới, ví dụ như là Harvard này, Stanford Đúng rồi, này. MIT, Đúng rất là rồi, nhiều và ngôi còn rất trường. nhiều ngôi trường khác, và đặc biệt là họ có một cái bề dày về lịch sử từ cái việc hình thành trường và nền giáo dục. Thế nên là nói đến chất lượng thì chắc chắn là Mỹ là chính là một cái điểm đến mà rất là nhiều bạn mong ước. Vậy thì ngoài à vậy thì khi mà nói đến Mỹ thì chúng ta có thể thấy là Mỹ có một cái thị trường giáo dục rất là rộng lớn, rất là nhiều ngôi trường và cũng có rất là nhiều học bổng, đúng không ạ? Ừ, chính xác. Học bổng chính là một cái mà rất hấp dẫn các bạn du học sinh, ngoại ngoại trừ cái việc đó là chất lượng ra. Đó thì có một cái tên người ta hay nói vui ấy, đó là Mỹ là thiên đường học bổng. Wow, Đó, tức tức là là có rất rất nhiều các nhiều. thể loại học bổng khác nhau, từ học bổng ít cho đến học bổng nhiều, và đặc biệt là tùy vào từng cái hồ sơ ấy, thì bản thân các trường cũng sẵn sàng đó là offer cho các bạn cái mức học bổng lên đến toàn phần, tức là hỗ trợ các bạn không chỉ từ học phí mà các bạn còn có thể đó là xin được thêm cả tiền về cái phần tiền chi phí sinh hoạt nữa. Ngoài ra thì nếu mà đến Mỹ chúng ta có thể thấy là ở đây môi trường văn hóa rất là đa dạng và phong phú. Tức là người Mỹ người ta gặp người ngoại quốc đến quốc gia người ta rất là nhiều, cho nên là người ta không còn xa lạ gì nếu mà mình đến đến Mỹ đâu, đúng không chị? Đúng rồi, Thì cảm giác mình sẽ thân thiện và chắc chắn là khả dễ năng hòa thích nhập ứng hơn sẽ đúng tốt không? hơn. Đấy, và điều này thì chị tin là chúng ta có thể thấy rất là rõ thông qua rất nhiều các series phim Mỹ rồi thế nào thế kia, là con người họ thực ra là cũng dạng khá là hòa đồng đó. Và nói đến cái chính sách mà để hỗ trợ cho sinh viên ở lại đi, thì đây là một trong những cái điểm mà nhiều bạn khá là quan tâm, đó là khi mà chúng ta đi du học Mỹ thì chúng ta sẽ được ở lại Mỹ thêm 1 năm, và 2 năm rưỡi thì cho những các bạn học khối STEM, tức là những cái khối mà liên quan đến khoa học kỹ thuật, Wow, khối tự nhiên. vậy thì cũng có một cái điểm cộng nho nhỏ cho thị Đúng trường rồi, bên cho cạnh các cái việc trường ở chất Mỹ. lượng đúng không? Vâng. Đó thì đấy là về những cái ưu điểm mà bản thân chị nghĩ là nói ưu điểm thì chắc là cũng nhiều người biết rồi. Bây Vâng. giờ mình thử sơ lược sang một chút những cái điểm nó hơi điểm trừ cho cái việc du học Mỹ này đi. Đó, điểm trừ thứ nhất thì có thể là gì nhỉ? Em nghĩ là điểm trừ thứ nhất chắc chắn là do chính sách làm thêm ở đây chưa được rộng mở như các quốc gia khác như là Úc hay là New Zealand hay là Canada. Vì các bạn được họ làm thêm, tuy nhiên thì chỉ mới làm thêm ở trong trường và chắc chắn thì cái lương cũng hoặc là thời gian làm thêm cũng không được nhiều đâu. Đúng rồi, thì nếu như mà chúng ta so sánh riêng về cái việc làm thêm ở Mỹ đối với một số quốc gia khác, lấy đơn cử như là Úc đi chẳng hạn, thì đối với Úc thì các bạn sẽ được làm thêm khá là nhiều đúng không? Đó Vâng, là với thời khoảng gian là từ 20 cho đến 40 tiếng một tuần, tùy vào việc các bạn đang đi học hay là đang được nghỉ holiday. Còn riêng đối với Mỹ thì các bạn chỉ được phép làm việc trong khuôn viên của trường thôi. Thì bây giờ Tuyết tưởng tượng trong khuôn viên của trường thì làm gì có mấy job đúng Vâng ạ, không? thì mà cơ hội cạnh tranh cũng khá là Chính cao xác, tại vì rất chính là vì đông các thế bạn nên sinh là viên. đúng rồi, chính vì thế nên là khi mà mình đi tìm việc làm thêm ở bên Mỹ thì nó cạnh tranh đến như vậy. Thành ra là cũng rất là khó khăn cho các bạn để có thể tìm được công việc làm thêm và hỗ trợ cho cái phần gọi là trang trải chi phí. Chưa kể Tuyết biết cái mức lương trung bình làm thêm của bên Mỹ nó như nào. Hình như là từ 10 đến 12 đô một giờ, đúng không Đúng ạ? rồi, chính xác. Trong khi đó so sánh với một số quốc gia khác, ví dụ như là Úc chẳng hạn, thì cái mức lương nó sẽ dao động trong khoảng là từ 15 cho đến 17 đô và có khi còn cao hơn. Đó. Và nói chung là nhiều bạn các bạn đi du học sinh Mỹ thì nếu như mà không xin được học bổng cao thì nói chung là cái về xét về phần chi phí thì nó cũng khá là khó khăn. Vâng. Ngoài ra thì có một điều nữa mà em vẫn thấy phân vân, tức là ở Mỹ có rất là nhiều trường nhưng mà cái việc chọn trường ở Mỹ lại rất là khó tại vì nó nhiều quá, mình không biết là trường nào cái chất lượng của các trường là như thế nào nữa. Đúng rồi, chính xác, có quá nhiều trường, thế nên là ngoài những trường top thuộc khối Ivy League ra thì còn rất rất nhiều trường khác. Dĩ nhiên là bản thân các trường thì cũng đều được công nhận của bên Mỹ, tuy nhiên là cũng chính vì cái sự gọi là táo hỏa gọi là trong một thị trường ở đây các trường như vậy thì sẽ rất là khó khăn cho các bạn thực sự tìm được một ngôi trường nào chính xác nhất và phù hợp nhất. Bên cạnh đó thì những có rất nhiều các ngôi trường mà ranking thấp ý, thì họ vẫn sẵn sàng offer cho các bạn cái mức học bổng rất là cao Vâng. đó. Và để có thể học tại những ngôi trường đấy thì bây giờ các bạn phải tưởng tượng là sau khi học xong, dù rằng chúng ta được nhận học bổng tại các ngôi trường đấy, nhưng mà liệu rằng bằng cấp của chúng ta và cái chất lượng giáo dục chúng ta nhận được có thực sự tốt hay không, thì đó cũng là một cái điểm mà các bạn cũng phải hết sức là cân nhắc khi mà mình nhận được học bổng từ một ngôi trường nào đó từ bên Mỹ.
Nhắc đến cái việc làm thêm lương các em mới nhớ là chưa kể nói đến công việc làm thêm ít ỏi nhưng mà chi phí đời sống ở đây thì khá là cao, Đúng thì rồi, chính thành ra là xác. chi phí sinh hoạt khá là cao nữa, cho nên là cũng đấy nó cũng là một gánh nặng dành cho các bạn sinh viên khi mà Đúng chọn Mỹ rồi, chính là xác. một điểm đến, đúng không ạ? Đặc biệt là nhắc đến Mỹ, chúng ta không thể không nhắc đến New York, đúng không? Một trong những cái thành phố gọi là đắt Đắt đỏ đỏ, bậc nhất trên thế đúng. giới đó. Và Mỹ, nếu mà nghĩ đến Mỹ thì Tuyết sẽ nghĩ là bay từ đây đến Mỹ thì sao? Nửa vòng trái đất mà chị. Đúng rồi, xa Thật phết xa đấy. Cho nên là đối với các bạn hay mà nhớ nhà thì không thể đấy. gần gũi giống như các quốc gia khác được mà. Đúng rồi, chính xác. Và song song với Mỹ nữa thì khi mà chúng ta lên và xem các cái bản tin chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể thấy là ở một số khu vực cũng khá là bị bạo động mà nó cũng không được ổn định ấy. Ví dụ như là có bắn súng và khủng bố diễn ra chẳng hạn. Đó thì đấy là một số những cái cân nhắc nữa, bản thân khi các bạn chọn về trường rồi thì các bạn cũng phải cân nhắc đến khu vực đó, ví dụ khu vực đó có thực sự an toàn hay không, rồi dân trí xung quanh như thế nào, để tránh việc đó là chúng ta cứ thấy học bổng cao chúng ta lao đi mà lại không quan tâm đến môi trường sống, Đúng thì lúc rồi. đấy là bản thân chúng ta việc học mà lại cảm thấy nó không được thoải mái, luôn luôn Thành lo nơm ra là nớp một ngày sẽ nó dang dở, đúng không chị? đúng Tại rồi, vì chính một xác. khi đã đi là chúng ta nếu mà quay lại thì nó rất là dang dở cho cái lộ trình của mình. Đúng rồi. Và một cái điểm nữa dành cho các bạn cũng phải hết sức lưu ý, đó là bởi vì bản thân Mỹ là một cái đất nước mà thu hút quá nhiều du học sinh đến du học đi, và người dân ở Mỹ thì số lượng dân nhập cư được gia nhập vào Mỹ cũng không hề nhỏ. Chính vì thế là cái tính chất cạnh tranh trong cái công việc, kể cả sau khi các bạn tốt nghiệp, đúng là các bạn có khoảng thời gian đấy, nhưng mà để được cạnh tranh công việc, tìm được công việc thực sự thì nó cũng không hề đơn giản một chút nào hết. Đúng rồi. Và chính sách định cư thì nó cũng vô cùng thắt chặt đấy các bạn ạ. Hiện tại thì nó đang ngày càng thắt chặt mà, đúng không ạ? Đúng rồi, đó thì trên đây là một số những cái điểm lưu ý về Mỹ. Thì khi nhắc đến Mỹ, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể không bàn cãi, không cần tranh cãi nhiều nữa về chính cái chất lượng và cũng như là cái cuộc sống ở bên Mỹ rồi. Tuy nhiên song song bên cạnh đó thì có một số cái điểm lưu ý, và hy vọng là các bạn có thể lưu tâm đến những cái điểm này khi mà mình tìm hiểu về Mỹ cũng như là chọn được cái môi trường phù hợp nhất cho chính bản thân mình nhé. Và không biết là các bạn nghĩ gì về Mỹ, nghĩ gì Thì có về nước thể Mỹ. chia sẻ với chúng mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và hôm nay như thế là hết rồi đúng không Tuyết? Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào, bye bye.